Xin chào các em. Thì hôm nay là cũng sắp thi học kỳ rồi, thi giữa kỳ rồi, cho nên là sẽ tổng ôn lại một số cái dạng toán trong cái chương kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm. Cái dạng đầu tiên đó là kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tác dụng với nước và axit. Thì kiến thức đầu tiên chúng ta nắm đó là kim loại và tác dụng với nước. Đó là kim loại kiềm, kiềm thổ cộng với nước. Thì chúng ta chú ý đó là khi mà kim loại kiềm này, kiềm thổ cộng với nước thì nó sẽ tạo ra bazơ và cộng cho hydro. Nhưng mà đây đối với kim loại thổ, chúng ta trừ beri và magie ra là không có phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Được chưa? Cái phương trình tổng quát ở đây chúng ta có là gì? Cái phương trình hóa học đây là M cộng cho nước thì tạo ra là M OH tất cả N là và cộng cho hydro. Như vậy ở đây ta sẽ cân bằng thì chỗ này là N, chỗ này là N chia cho 2. Thì từ phương trình này, hoặc là ở đây thì cái phương pháp giải toán trong hộp này là chúng ta sẽ dùng định luật bảo toàn E. Đúng không? Phương pháp giải trong hộp này là ta dùng cái cụm là định luật bảo toàn E. Để ta giải quyết cái này. Đó. Thì bản chất của phản ứng một này thì chúng ta viết hai quá trình ra. Được chưa? Tức là kim loại này sẽ nhường đi Ne. Đó. Và quá trình thứ hai là quá trình là nước. Nó đóng vai trò là một chất oxo, nó sẽ nhận đi 2E. Nó tạo ra là 2OH trừ, bản chất của nó như thế. Và cộng cho hydro. Đó. Thì bây giờ nếu như chúng ta gọi A là số mol của kim loại đi. Thì lúc này số mol in thì nhường sẽ là A nhân cho N. Tương tự như vậy, nếu ta gọi B là số mol của hydro thì số mol y nhận sẽ là 2B. Và ở đây ta cũng suy ra được là số mol của OH trừ cũng là 2B. Đó, như vậy chúng ta sẽ có được cái mối quan hệ như sau. Mối quan hệ về số mol như sau. Đó là chúng ta có là mol kim loại, đúng không? Chúng ta nói mol kim loại là A nhân cho hóa trị là N. Đó, chính là bằng 2 lần mol hydro. Đó, thì theo định luật bảo toàn E, chúng ta có được điều này. Tức là An sẽ bằng là 2B. Đó. Và thứ hai nữa, ngoài ra chúng ta còn có một cái mối quan hệ nữa là gì nào? Đó là từ định luật bảo toàn E. Và tất nhiên vào phương trình đó chúng ta thấy số mol của OH trừ nó cũng bằng 2 lần số mol hydro. Số mol OH trừ nó cũng bằng là 2 lần mol hydro. Được chưa? Đó. Thì ngoài ra thì tác giả sẽ cho thêm một số cái dạng toán, tức là người ta sẽ lồng ghép vào cái nội dung là cho cái dung dịch 3 giờ sau phản ứng sẽ cho tác dụng với axit. Đúng không? Đây là cái dung dịch 3 giờ sinh ra người ta chỉ cho tác dụng với gì đây, có thể là cộng với H cộng, hoặc là cộng với số cation kim loại. Đó. Thì từ đó chúng ta viết, người ta hỏi thêm các kiến thức liên quan thêm ở phần sau.
Thì trong hộp này rõ ràng là nó tạo ra nước, khi mà tác dụng axit thì cái số mol của H cộng chính là bằng số mol của OH trừ. Còn nếu ví dụ như ở đây là có thể là cho cái muối đồng chẳng hạn đi. Thì ví dụ như là CO2 cộng cộng 2OH trừ, nó tạo ra kết tủa một số hydroxit của kim loại là kết tủa. Ví dụ thế này thì tạo thành là COOH tất cả hai lần. Hoặc là chúng ta có xét 3 cộng này, cộng 3OH trừ này. Nó tạo thành là FeOH tất cả 3 lần. Tương tự ha. Rồi, phần thứ hai đó là về tác dụng của axit. Kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng của axit. Cộng với axit. Ở đó là HCl hoặc là H24 lọ. Thì đa số thì các kim loại kiềm và kiềm thổ khi tác dụng với HCl, H4 lọ sinh ra là muối và hydro. Ở đây M thì nó sẽ cộng với HCl thì sinh ra là MClN và cộng cho hydro. Hoặc là M cộng với H2SO4 sinh ra là M2MSO4 M2SO4 tất cả N lần và cộng cho hydro. Chúng ta sẽ cân bằng thôi, bình thường. Thì chỗ này là N, thì chỗ này chính là N chia cho 2. Chỗ này là N, thì chỗ này cũng là N, chỗ này là 2. Đó, thì nhìn vào ở đây chúng ta cũng thấy được là số mol H cộng. Ở đây chúng ta có được cái mối quan hệ đó là số mol H cộng. Sẽ bằng là 2 lần mol của hydro. 2 lần mol của hydro. Hoặc là chúng ta cũng còn một số mối liên hệ khác nữa mà chúng ta cần lưu ý. Thế nào? Được chưa? Thì đó, chúng ta chỉ cần nắm một số cái phần lý thuyết như vậy là được rồi. Thì tương tự thì chúng ta cũng có được môn kim loại, đúng không? Môn kim loại ở trên nhân cho hóa trị. Thì đây cũng bằng là 2 lần môn hydro. Đó. Vì trong trường hợp này rõ ràng là H cộng sẽ nhận 2E. Đó. Chúng ta viết hai quá trình ra, chúng ta thấy được là quá trình nhận E. Đó. Và thứ hai là H cộng, đúng không? Trong hộp này H cộng nó sẽ nhận 2E. Đó, sinh ra hydro. Thì chúng ta cũng được cái mối liên hệ chống ở cái phần về tác dụng với nước hoàn toàn tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số cái ví dụ. Thì chúng ta làm rất là nhanh thôi. Thì đây nó có hết sẵn công thức rồi thì chúng ta cứ ép công thức vào mà một dòng sẽ ra. Ví dụ ở câu 1 thì chúng ta có thể dùng cái công thức ở trên, đúng không? Ở đây đề bài cho số mol của kim loại, khối lượng kim loại, hỏi thể tích hydro thì chúng ta sẽ làm nhanh. Thì đây chúng ta áp dụng công thức luôn là mol kim loại, đúng không? Mol kim loại nhân cho hóa trị. Trong hộp này nó sẽ bằng là 2 lần mol của hydro. Nó và chúng ta thay số vào mol kim loại đây là chúng ta lấy 137 chia cho 13,7 chia cho 137 nhân hóa trị là 2 sẽ bằng là 2 nhân cho V số mol hydro là 22,4. Và từ đó rút ra được là V sẽ bằng là 2,24 lít. Đó, rất là nhanh. Chúng ta chọn đáp án B.
tục câu số 2. Câu số 2 cho 0,78 kim loại kìm M tác dụng với nước thu được 0,01 nano kim loại M là. Như vậy đối với toán thì xác định kim loại M. Nhưng mà để tìm được kim loại M thì chúng ta đi tìm cái M lớn của nó. Nhưng trong hộp này chúng ta vẫn sử dụng như trên. Chúng ta có là mol kim loại nhân hóa trị. Ở đây là mol kim loại là 0,78 chia cho cái M lớn mà cái mà chúng ta cần tính. Kim loại kìm cho nên ngay chỗ này hóa trị của nó là 1. Rồi ghi 1 vô là sẽ bằng là 2 lần mol hydro sẽ bằng 2 nhân cho 0,01. Nhưng mà từ đó rút ra được M chúng ta sẽ bằng bao nhiêu nè? M chúng ta sẽ bằng là 0,78 mà chia cho 0,02 thì kết quả chúng ta được là bao nhiêu nè? Ba mươi chín thì đó chính là gì? Vòi M chính là kali. Vòi M là kali. Vòi M là kali. Được chưa nào? Tiếp tục, đây là bài toán về kim loại mà tác dụng với axit thu được là 0,7 mol hydro và các ông vẫn áp dụng bình thường thôi. Cũng là một công thức ở trên thôi. Là mol kim loại nhân hóa trị tức là mỗi 1,68 chia cho R mà hóa trị là 2 là sẽ bằng là 2 lần mol hydro nhưng mà trong hợp là 2 nhân cho 0,07. Như vậy từ đó chúng ta rút ra được R chúng ta sẽ bằng là nhân chéo lên thì bằng là 1,68 nhân 2 chia cho 2 nhân cho 0,07 thì kết quả chúng ta được là bao nhiêu nào? Thì đây chúng ta tính ra được là 1,68 chia 0,07 là bằng 24. Đó. 24 thì nhiên chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Rõ chưa nào? Là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Rồi, đối với câu 4 thì câu này người ta cho hỗn hợp kim loại vào nước rồi thu được cái dung dịch X và 0,67 hydro. Thể tích dung dịch HCl cần để trung hòa X. Đó, thì bài toán này là chúng ta hiểu là cái hỗn hợp bao gồm có kim loại natri và magie. Xin lỗi, natri và kali. Như vậy khi mà chúng ta cộng với nước dư thì chắc chắn điều rằng chúng ta sẽ thu được là hydro. Ngoài ra chúng ta thu được là cái dung dịch X chúng ta đây. Đó chính là gồm có là gì? NaOH và KOH. Và từ cái 0,672 lít hydro này chúng ta sẽ tính được là gì nào? Số mol nó là 0,672 chia 22,4 tức là 0,03. 0,03. Như vậy có được số mol hydro rồi nhưng mà nãy chúng ta học rồi chúng ta suy ra được là trong hộp này chúng ta sẽ tính được là số mol của bạn OH trừ. Trong hộp này bằng là 2 lần mol hydro là sẽ bằng là 0,06. Nhưng mà cái dung dịch X chúng ta gồm có 0,06 mol OH trừ. Bây giờ đem trung hòa cái này đi thì rõ ràng cái số mol H cộng với axit thì số mol H cộng sẽ bằng số mol OH trừ là bằng 0,06 mol. Đó. Và từ đó thì suy ra được là và cái này nó cũng chính là bằng cái thể tích của HCl thì sẽ bằng là mol chia cho nồng độ tức là bằng n là không số mol là 0,6 mà chia cho nồng độ của nó là 0,1 thì cái này là bằng 0,6 lít mà chính là bằng 0,6 lít hay chính là bằng 600 ml vì 1 lít là bằng 1000 ml. Như vậy đây
Em chọn đáp án C. Được chưa nào? Rồi câu số 5 cũng tương tự thôi. Ở đây chúng ta tính ra là thể tích dung dịch axit H2S42M. Thì ở đây chúng ta có được là đầu tiên chúng ta cũng tính được là số mol của hydro ở đây là 0,15 theo đề bài. Là bằng 3,36 mà chia cho 22,4 là bằng 0,15. Và từ đó thì suy ra được là số mol của OH trừ trong hộp này sẽ bằng là 0,31. Thì em hình dung cái dung dịch X chúng ta đây. Tức là ở đây chúng ta tính cái Na 3 khi mà cho vào bari đúng không nào? Còn với nước dư này. Như vậy khi mà chúng ta thu được cái dung dịch X chúng ta gồm có hydro và NaOH bari OH tất cả hai lần. Thì cái này là 0,15. Bây giờ như vậy cái dung dịch X chúng ta gồm có NaOH và bari bari OH hai lần. Bây giờ là đi trung hòa cái thể tích này cần để trung hòa. Bây giờ cũng phải tính được cái số mol OH trừ ra. Thì ở đây chúng ta tính được số mol OH trừ là bằng 0,3 rồi. Như vậy bản chất của phản ứng này chúng ta sẽ H cộng. Đó, cộng với OH trừ. Thì số mol OH trừ đó là 0,3. Và từ đó suy ra số mol H cộng là cũng là 0,3. Mà chúng ta biết rằng số mol của H2SO4 thì nó sẽ bằng 1 phần 2 lần mol của H cộng. Và nó chính là bằng là 0,15 mol. 0,15 mol. Như vậy từ đó suy ra được là cái thể tích VH2SO4 thì là số mol là 0,15 mà chia cho 2 là cái này là chính là bằng 0,075 lít. Đây này khác đi, nó chính là bằng 75 ml. Đó là số mol của H24 dùng để trung hòa. Rồi bây giờ tiếp tục qua câu số 6. Bây giờ hòa tan hoàn toàn là 8,94 gam hỗn hợp gồm có natri, kali và bari vào nước. Ở đây chúng ta có hỗn hợp chúng ta đây gồm có natri, kali, bari vào nước dư. Thu được là dung dịch X và ta thu được là hydro và dung dịch X chúng ta gồm có NaOH, KOH này và bari OH hai lần. Bây giờ dung dịch Y
có tỷ lệ là bây giờ trung hòa x bởi dung dịch Y. Thì bây giờ cho tác dụng của cái dung dịch Y đây, gồm có HCl và H2SO4. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ số mol tỷ lệ 41, như ở đây được là 4. 4x thì chỗ này sẽ là x. Thì ra số mol của hydro chúng ta tính nó ra là bao nhiêu nè? Hai phẩy sáu tám mươi tám mà chia cho 22,4. Là bằng 0,03. Và số mol của hydro là 0,03. À, như vậy từ đây chỉ suy ra được là cái dung dịch, như vậy suy ra được số mol của OH trừ chúng ta trong dung dịch X chúng ta chính là bằng 0,06. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính được số mol nó trừ là 0,06. Như vậy từ đây và cái dung dịch X bây giờ khi mà tác dụng này thì nó sẽ tạo ra các muối. Thì muối đây thì gồm có các cái cation. Thì ở đây chúng ta cố gắng chúng ta sẽ gồm muối này, chắc chắn là gồm có trong cái này có Na cộng này, có K cộng này, rồi có bari. Bari SO4 là dạng kết tủa rồi. Thì ở đây chúng ta chú ý thì chúng ta tính này ra chúng ta sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Ở đây số mol nó trừ là 0,06. Thì bây giờ chúng ta suy ra được là cái số mol H cộng sẽ trung hòa cái OH trừ này. Đó. Thì từ đó chúng ta suy ra được là số mol của H cộng này. Chúng ta tính ra được là số mol của OH cộng chính bằng là 4x cộng với 2x là sẽ bằng là 6x. Tức là ở đây là số mol H cộng ạ. Thì nó sẽ bằng là 2 lần mol của, nó sẽ bằng là số mol của HCl, vì trong HCl có một hydro, cộng với số mol của H4 vì 2 lần số mol H24, vì trong H4 có 2 hydro, như vậy là bằng là 4x cộng 2 lần là 2x là bằng 6x. Bạn biết rằng đây là cái phản ứng trung hòa đúng không? Khi mà cho dung dịch X cộng với dung Y thì bản chất của nó là phản ứng trung hòa. Đó, trung hòa thì H cộng cộng với OH trừ tỷ lệ 1:1. Như vậy chỗ này là 6x thì chỗ này luôn cũng là 0,06. Như vậy từ đấy em rút ra được là 6x chính là bằng 0,06. Tức là số mol hai này bằng nhau. Và từ đó em rút ra được là x chúng ta chính bằng là 0,01. 0,011. Đó. À 0,011. Như vậy bây giờ cái m muối chúng ta bây giờ tính như thế nào? Thì ở đây chúng ta tính cái m muối chính là bằng tổng khối lượng của cation, ta áp dụng cái bảo toàn khối lượng. Thì chúng ta sẽ tính được là cái m muối chúng ta. Thì nó chính là bằng tổng khối lượng của các cation bằng mNa cộng cho m của K cộng cho m của 3. Cộng cho khối lượng của các cation là m của Cl trừ và cộng cho m của SO4. Mà cái này em biết rồi thì cái này tổng nó là bằng mấy? Thì bài cho là bằng 8,94.
8,94 cộng với khối lượng clo. Khối lượng clo thì chúng ta lấy số mol của nó. Mà biết rằng cái này nó cũng chính là bằng số mol của Cl trừ. Và cái này cũng chính là bằng số mol của SO42 trừ. Như vậy chúng ta là cộng cho 35,5 nhân cho số mol của nó là 4x. 4x chính là tương ứng là 0,04. Cộng cho 96 nhân cho 0,101. Thì kết quả chúng ta thu được là sẽ là, chúng ta đang máy tính ta bấm ra bằng, thì tính giúp thầy đây, thì đó là 8,94 cộng 35,5, 8,94 cộng 35,5 nhân cho 0,04 cộng cho 96 nhân 0,01 là bằng 11,32. Thì cái này tính tổng khối lượng các muối được tạo thành. Cái này là chúng ta tính bị nhầm chỗ nào rồi. Cl trừ là 35,5 còn SO4 nó sẽ là 96 nhân cho 0,01. Ừ, chúng ta bị sai chỗ nào rồi nhỉ? Để ta xem là coi. 35,5 nhân cho 0,04. X cái đó là bằng à. Đúng rồi. Cộng cho 96 nhân 0,01 kỳ vậy ta nhỉ. Hai phẩy sáu tám mươi tám chia 22,4. Tính nhầm chỗ này rồi. Số hydro là 0,12. Ta nhầm chỗ này nhé. Là 0,12 chứ không phải 0,13. Số mol hydro chỗ này là 0,10 12.
Như vậy thì chỗ này tính nó ra là 0,06 là bằng 0, chỗ này là 0,24. Chưa, chú lại chỗ này. Bằng 0,24. Bị bằng 2 lần số mol của H cộng hydro. Như vậy từ chỗ này chúng ta có được là 0,24. Chờ thật xíu nha anh Trung. Dạ. Hai mươi bốn thì chữ x này chính là bằng 0,04. 0,04 thì đó, như vậy rõ ràng tính là chỗ này là 0,4 là 0,16 này. 4x là 0,16 cộng với 96 nhân 0,04, chúng ta sửa lại. Tám phẩy chín mươi bốn cộng 0,0 35,5 nhân cho 0,16 cộng cho 96 nhân cho 0,04 thì ra 18,46. Chúng ta chọn đáp án C. Đáp án C. Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé.